Nhiều người dân đã rất ám ảnh khi chứng kiến vụ tai nạn giao thông này. Nhiều người xúm lại quay một thi thể người đàn ông trên đường Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay cạnh đó là một chiếc xe mô tô. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 13 tháng 11 năm 2022. Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, một nam thanh niên lái xe mô tô chạy trên đường Phan Chu Trinh hướng từ đường Nơi Trăng Long đi đường Chu Văn An. Khi vừa qua cầu Rạch Lăng khoảng 80m đoạn thuộc phường 12 quận Bình Thạnh, xe mô tô bất ngờ tông vào một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang đi bộ qua đường. Cú tông mạnh làm người đàn ông văng ra xa khoảng 20m, tử vong tại chỗ. Nam thanh niên đi xe mô tô bị thương nhẹ, bị người dân giữ lại giao cho công an. Nhận tin báo, công an quận Bình Thạnh đã có mặt xử lý hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để điều tra làm rõ vụ việc. Theo người dân khu vực, thời điểm xảy ra vụ việc, xe mô tô đi với tốc độ cao, người đàn ông đi trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ. Đến khoảng 14 giờ, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác, nam thanh niên bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.